Đây các bạn ơi, đang ở phở 45 đây, hoặc là Sài Gòn phở Temple Asia. Không có được ăn trong này cho nên phải order to go thôi. Ok, ở đây có bán mấy cái này đặc biệt lắm nè, nè các món đặc biệt nè, cần bún nè, bún riêu nè, cháo lòng nè, bột chiên nè, bò bía nè, gỏi khô bò nè, cơm bò nướng nè, mì xào giòn nè, nem nướng nè, bò lúc lắc, phở áp chảo, phở hai là salad Thái nè ha. Và đây là giờ đặc biệt của nó nè, holiday hour Christmas Eve, 10 giờ đến 3 giờ, không? Christmas Day close, New Year Eve 10 giờ đến 8 giờ, New Year Day close, ok. Rất là tuyệt vời. Ok. Cho chú mấy cái sa tế nha, sa tế được không? Thank you. Đó. Hai bé kia đang làm việc tích cực. Giờ thấy cái mặt mũi nè, lông mày xâm này các bạn, microblading 300 đô xâm hai lần thành công. Ủa, lần kia xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng kìa. Địa kìa. Cây mai kìa. Cây mai mặc trên đầu nha. Mày ra cây mai mặc trên đầu đi, để trò như trên đầu.